Này thiện hiện, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác của quá khứ đều lấy bố thí ba la mật đa nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghỉ làm thầy, làm người dẫn dắt, làm ánh sáng, làm ngọn đuốc, làm ngọn đèn, làm sự chiếu sáng, làm hiểu, làm biết, làm trí, làm tuệ, làm cứu, làm hộ, làm thất, làm nhà, làm bến, làm bờ, làm về, làm đến, làm cha, làm mẹ. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác của vị Lai đều lấy bố thí ba la mật đa nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, làm thầy, làm người dẫn dắt, làm ánh sáng, làm ngọn đuốc, làm ngọn đèn, làm sự chiếu sáng, làm hiểu, làm biết, làm trí, làm tuệ, làm cứu, làm hộ, làm thất, làm nhà, làm bến, làm bờ, làm về, làm đến, làm cha, làm mẹ. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong khắp mười phương trụ trì an ổn tất cả hữu tình, khai thị pháp vi diệu, đều lấy bố thí ba la mật đa nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghỉ làm thầy, làm người dẫn dắt, làm ánh sáng, làm ngọn đuốc, làm ngọn đèn, làm sự chiếu sáng, làm hiểu, làm biết, làm trí, làm tuệ, làm cứu, làm hộ, làm thất, làm nhà, làm bến, làm bờ, làm về, làm đến, làm cha, làm mẹ. Vì sao? Này thiện hiện, vì chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều từ bố thí ba la mật đa, nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà xuất sanh. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ý thích, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thì nên học bố thí ba la mật đa, nên học tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên học bốn niệm trụ, nên học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên học bốn tịnh lự, nên học bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên học tám giải thoát, nên học tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nên học pháp môn giải thoát không, nên học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên học bậc cực hỷ, nên học bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, nên học năm loại mắt, nên học sáu phép thần thông, nên học pháp môn tam ma địa, nên học pháp môn Đà La Ni, nên học 10 lực Phật, nên học 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên học pháp không quên mất, nên học tánh luôn luôn xả, nên học vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não, nên học trí nhất thiết, nên học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên học tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên học thánh đế khổ, nên học thánh đế tập diệt đạo, nên học tánh duyên khởi của các pháp, nên học các chi duyên khởi, nên học pháp không nội, nên học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.